Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 420. Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 12 tháng 6 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin dở bản kinh. Xem Trường Hàng Thần Chủ Phương câu thứ 9. Phổ Quán Thế Nghiệp Chủ Phương Thần đắc quán sát nhất thiết thú sanh trung chủng chủng nghiệp giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư trong chú sớ bảo chúng ta, Ngài nói phần trước chính là vị thứ 8, kế mục vô loạn chủ phương thần. Vị ấy là nói về tánh tướng của nghiệp, mục đích là dạy chúng ta quên ngã. Không chỉ là đoạn á tu thiện, phá mê khai ngộ, mà cần làm công phu về căn bản. Vị thần chủ phương này dạy chúng ta là khiến chúng ta biết nghiệp báo sai biệt. Sau đó mới có thể tùy cơ giáo hóa tất cả chúng sanh. Sở học, sở giáo của hai vị thần chủ phương này quan hệ vô cùng mật thiết. Cũng tức là nói kế mục vô loạn chủ phương thần chú trọng về tự lợi, tự độ. Tự độ rồi sao mới có thể độ tha? Nếu mình không thể đắc độ mà có thể độ tha thì không có điều ấy, không có đạo lý ấy. Tự độ nhất định phải đạt đến mục tiêu cao nhất là tất cánh không tịch. Đây chính là tịch diệt nhẫn trên quả địa Như Lai. Biết hết mọi nghiệp tánh là không thể nắm được. Tướng mặc dù có nhưng tánh không thể nắm được. Tướng đã có rồi thì báo chắc chắn có. Nhưng người thật sự khế nhập cảnh giới có quả báo hay không? Nó giống như chuyện Thiền sư Bách Trượng gặp câu hỏi của Lão Hồ Ly vậy. Người đại tu hành còn rơi vào nhân quả hay không? Người thật sự ngộ nhập cảnh giới Phật, nếu chúng ta hỏi họ còn chịu nghiệp báo hay không, câu trả lời là họ vẫn phải chịu. Tuy chịu
nhưng họ không khổ. Hiền sư Bách Trượng nói rằng người đại tu hành không lầm nhân quả, không phải là không có nhân quả, hiểu rõ ràng minh bạch đối với nhân quả. Thích Ca Mâu Ni Phật chịu báo phải ăn lúa mạch ngựa 3 tháng. Ngài biết rõ toàn tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly tiêu diệt, Ngài cũng biết rõ. Nhân trước quả sau, từng chút đều thấy rõ, đều không mê hoặc, biết nghiệp nhân quả báo, pháp nhĩ như thị. Phật có thể cứu người cả tộc này không? Không cứu được, là nghiệp báo. Ai có thể cứu? Người trong họ Thích Ca, mỗi người quay đầu thì có thể cứu. Quay đầu là bờ. Phật Thích Ca, Ngài quay đầu rồi, cho nên Ngài không chịu nạn của họ. Một số người thuộc họ Thích Ca xuất gia với Phật, những người như Tôn giả A Nan không chịu. Tại sao quay đầu rồi? Chuyển ác làm thiện, chuyển mê làm ngộ. Chúng ta nói chung là thoát được một kiếp. Tuy không chịu đại nạn này, song tiểu nạn vẫn có. Tiểu nạn là gì? Tộc Thích Ca bị diệt, Thích Ca Mâu Ni Phật đau đầu 3 ngày. Đó là kinh có ghi chép. Trong tưởng tượng của chúng tôi, Tôn giả A Nan nhất định mấy ngày này cũng có chút không thoải mái. Đó chính là tội nặng báo nhẹ mà chúng ta nói. Thế thì chúng ta mới hiểu được nghiệp nhân quả báo mảy may không sai. Đó là chân tướng sự thật. Bồ Tát ở đây dạy cho chúng ta, trong danh hiệu Phổ Quán Thế Nghiệp, phổ là phổ biến, không có giới hạn, siêu diệt thời không. Quán là quan sát, thế là thế gian, nghiệp báo của chúng sanh thế gian. Ngài tu hành chứng quả từ chỗ này. Ngài đắc là quán sát nhất thiết thú. Chữ thú này là nói 6 nẻo, 5 nẻo. Chúng ta thông thường cũng gọi là lục đạo, cũng gọi là ngũ đạo. Nhất thiết thú. Ý nghĩa này, nếu dùng thuật ngữ thông thường để nói, chính là 10 pháp giới. Nhất thiết thú chính là 10 pháp giới, là những loại nghiệp của chúng sanh. Mười pháp giới. Tại sao nói chúng sanh 10 pháp giới đều tạo nghiệp? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước không đoạn tận, há có thể không tạo nghiệp? Không tạo nghiệp chỉ có một người thôi, đó là Phật Quả Viên Giáo. Vì sao? Vì đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, đó chính là nghiệp. Đó là Viên Giáo. Chúng ta nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của Nhất Chân Pháp Giới,
nghiệp các ngài tạo vô cùng nhẹ, vì các ngài không chấp trước, không phân biệt, nhưng có vọng tưởng. Vọng tưởng chưa đoạn, cho nên đây là tạo nghiệp vô cùng nhẹ. Các ngài dùng chân tâm, chân tâm này không viên mãn, chính vì họ còn có vọng tưởng. Vọng tưởng nói trong kinh thông thường gọi là vô minh phiền não. Vọng tưởng ấy trong nhất chân pháp giới phá từng phần, là thế giới Hoa Tạng chúng ta giảng trong kinh Hoa Nghiêm. Tại sao có 41 giai cấp? Chính là vọng tưởng. Trong vô minh sai biệt khác nhau. Điều này Phật thường giảng trong kinh, đem vô minh cũng tức là vọng tưởng chia làm 41 bậc, 41 giai cấp. Các vị phá một phẩm vô minh, như đọc sách các vị lên một cấp vậy. 41 phẩm vô minh phá tận, vậy mới thật sự thành Phật, là Phật cứu cánh viên mãn. Họ không tạo nghiệp nữa. Chúng ta như vậy thì minh bạch nghiệp đến từ đâu? Nghiệp đến từ vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng tức là vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Trong kinh luận thông thường mà Phật giảng, kiến tư phiền não chính là chấp trước, trần sa phiền não chính là phân biệt, vô minh phiền não chính là vọng tưởng. Chỉ cần có ba thứ này thì đâu có lý nào không tạo nghiệp. Cho nên nhất thiết thú sanh trung ở đây, nếu chúng ta nói theo nghĩa rộng, đó là bao quát luôn cả Pháp Thân Bồ Tát trong nhất chân Pháp giới. Nếu nói theo nghĩa hẹp, nhất thiết thú này chính là chỉ 10 Pháp giới. Thú sanh trung, đây không phải là lục đạo luân hồi. Trên lục đạo luân hồi còn có tứ thánh pháp giới. Trong tứ thánh pháp giới, mặc dù không nói luân hồi, nó có tiếng thổi, tiếng tiếng thổi thổi, nhưng nó có giới hạn. Giới hạn này tuyệt đối sẽ không thối về lục đạo. Nên gọi là vị bất thối, hành bất thối. Phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là niệm bất thối. Pháp thân Bồ Tát cũng là tiếng tiếng thối thối, nhưng tuyệt đối sẽ không đọa đến 10 pháp giới. A-la-hán Bích Chi Phật tuyệt đối sẽ không thối đến lục đạo luân hồi. Nghiệp nhân quả báo trong đó hiểu rõ ràng, minh bạch. Nếu không thể quan sát, thì làm sao có thể làm được tùy cơ thuyết pháp? Do đó có thể biết Bồ Tát ở đây dạy chúng ta chính là làm sao để quán cơ. Quán sát căn cơ của chúng sanh thế gian,
nên thuyết pháp gì, chúng ta thuyết pháp đó với họ, đối với chúng sanh mới có lợi ích. Nếu là thượng căn mà các vị thuyết hạ pháp với họ, họ cảm thấy dư thừa, họ sẽ không hài lòng. Hạ căn thuyết thượng pháp với họ, họ không hiểu, họ không được lợi ích. Cho nên pháp nhất định phải khế cư. Nếu nói là khế lý không khế cư, trong kinh Phật giảng gọi là nhàn ngôn ngữ. Nhàn ngôn ngữ nói theo lời thời nay không hay lắm, tức là nói nhảm, nói suông. Về lý mặc dù đúng nhưng không khế cư, cũng tức là điều chúng ta nói hiện tiền họ không được thọ dụng. Đó không gọi là nói suông hay sao? Khế cư không khế lý, đó là ma thuyết. Mặc dù khế cư nhưng không phải là khế lý. Chứ vị đồng tu có thể thể hội điều gì gọi là ma thuyết chăng? Phạm vi của ma rất lớn, rất lớn đấy. Chúng ta bình tĩnh quan sát trong xã hội thời nay, mọi người đều thích xem truyền hình. Tại sao thích xem? Khế cư. Internet, biết bao người trẻ tuổi mê đắm trong đó. Tại sao? Khế cư. Báo chương tạp chí. Chúng ta bây giờ đi đến hiệu sách nào, thấy trên giá sách choáng ngợp cả mắt. Người lục tìm sách trong cửa hiệu nườm nượp không ngớt. Tại sao? Vì khế cư. Song nó không khế lý. Cho nên người mặc dù thích xem, thích nghe, thích tiếp xúc, thân tâm chẳng yên, ngày ngày phiền não tăng trưởng, trí tuệ chôn vùi luôn. Đó chính là ma thuyết mà trong kinh Phật đã nói. Ma ở đâu? Ma ở xung quanh chúng ta. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc toàn là cảnh giới ma. Tác dụng của ma là cám dỗ phiền não của chúng ta, cám dỗ dạy tham sân si mạng của chúng ta, làm cám dỗ dạy tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tật đố, chướng ngại đấu tranh, là những ý nghĩ này của chúng ta gây nhiều loại ác nghiệp. Đó đều là ma. Thời cổ đại quá khứ, ma cảnh đã khá không dễ phát hiện. Bây giờ ma cảnh quá rõ ràng, quá phổ biến, quá nhiều rồi.
người hiện đại không sa vào ma đạo dường như phải nói là không có khả năng. Nếu chúng ta không học Phật, ác cũng đọa ma đạo. Dù là học Phật, nhưng nếu không thể thâm nhập kinh tạng, đối với lời dạy của Đức Phật, nếu không thể tin sâu chẳng nghi, thì chúng ta vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của ma như trước. Đời sống của chúng ta khởi tâm động niệm, các vị nghĩ xem, các vị có thể lìa khỏi phiền não hay chăng? Không lìa khỏi phiền não, chính là các vị đang nằm trong lòng bàn tay của ma. Lìa khỏi phiền não, các vị mới có bản lĩnh không bị ma thao túng. Ở chỗ này lại cần phải nhận thức, đó chính là điều mà vị thần chủ phương này phần trước đã dạy chúng ta. Ma với Phật thật sự không ở ngoại cảnh, mà ở một niệm giác mê của chính chúng ta. Một niệm giác thì ma đều thành Phật, một niệm mê thì Phật đều biến thành ma. Đó gọi là nội học, đó gọi là Phật Pháp. Đó gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó gọi là nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Thuyết pháp này của Phật mới nói được thấu triệt, nói được triệt để. Vì vậy sau khi khế nhập cảnh giới thì ma cũng rất đáng yêu. Tại sao? Sau khi giác ngộ, ma chính là Phật. Vì sao? Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ có một câu rất nổi tiếng: nhất thiết giai thành Phật. Hay lắm. Trong kinh Hoa Nghiêm, Viên Giác nói nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Điều Phật nhãn thấy, đó không phải là cảnh tùy tâm chuyển sao? Đó không phải nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh ư? Do đó có thể biết, bất luận chúng ta ở hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, chắc chắn phải giữ gìn tâm thanh tịnh của mình, giữ gìn tâm bình đẳng của mình, luyện công phu trong cảnh giới đó là tu hành. Tu chính là tu điều này. Trong cảnh cực bất bình, chúng ta phải tu luyện ra được tâm bình đẳng. Trong cảnh giới bất thanh tịnh, chúng ta phải tu ra được tâm thanh tịnh của chính mình. Đó gọi là công phu. Chắc chắn không thể cuốn theo làn sóng. Nó bất thanh tịnh, chúng ta bị bất thanh tịnh ô nhiễm rồi. Nó bất bình đẳng, chúng ta bị bất bình đẳng chướng ngại rồi. Đó là sai. Người biết tu hành, ma đều là Phật Bồ Tát. Tại sao?
thành tựu tâm thanh tịnh của ta, thành tựu tâm bình đẳng của ta, thành tựu trí tuệ của ta, thành tựu công đức của ta. Cốt là các vị biết hay không? Cho nên trước đây Đại Đức Thiền Tông khám nghiệm học nhân, hét rằng: ngươi biết sao? Ý vị câu này sâu xa. Biết thì các vị thành Phật, chuyện gì cũng đều không có. Không biết thì các vị vẫn là phàm phu nghiệp chướng. Biết là gì? Không biết là gì? Cần nên rõ ràng, cần phải minh bạch. Tri nghiệp sai biệt là tuệ. Mảy may không nhiễm đắm là định. Tuệ sanh từ trong định, gọi là chân trí tuệ. Người thế gian có một số cũng có thể biết sự sai biệt về nghiệp của những chúng sanh này, nhưng họ không có định. Họ không có định, không có giới, nên nó không gọi là tuệ. Đó gọi là gì? Thế trí biện thông. Nếu tri kiến này dung hợp thành nhất thể giới định giới, đó mới gọi là tuệ. Trong đó tách rời với giới giới định thì nó gọi là thế trí biện thân. Chúng ta không thể không phân biệt rõ ràng. Lại xem câu thứ 10 dưới đây: chư biển du lãm chủ phương thần, đắc sở tác sự giai cứu cánh, xin nhất thiết chúng sanh hoan hỷ giải thoát môn. Hàng này là sự viên mãn của thần chủ phương. Vị thần chủ phương thứ nhất là biến trụ nhất thiết chủ phương thần, đến viên mãn là chu biến du lãm chủ phương thần. Chúng ta nghĩ ngợi chi tiết ý vị biểu pháp. Ý rất sâu xa. Pháp môn vị thứ nhất đã đắc là phổ cứu hộ lực. Vị cuối này là đắc sở tác sự giai cứu cánh. Cứu cánh chính là viên mãn. Xin nhất thiết chúng sanh hoan hỷ. Chúng ta nhìn xem khai thị của Thanh Lương Đại Sư: thế nhân mi bất hữu sư, tiên khắc hữu chung. Câu này đặc biệt là trong xã hội hiện tiền, chúng tôi đọc thì cảm thán muôn ngàn. Người thế gian làm việc, sư là bắt đầu, chung là viên mãn. Họ có bắt đầu tốt, nhưng rất ít có kết quả tốt, chính là rất ít viên mãn. Đây là đạo lý gì? (Cười)
Người thế gian thông thường chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt của mình. Chỉ lo một đời, chứ không nghĩ đến hậu thế. Cho nên sự nghiệp của họ cả đời làm huy hoàng đi nữa, nhưng sao không có người kế thừa? Hay nói cách khác, sự nghiệp của họ bằng con số không. Đây cũng là điều Khổng Lão Phu Tử đã nói: bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Phía sau không có người tiếp nối. Đó là đại bất hiếu. Người đời trước sáng nghiệp, mà đời sau không thể đời đời giữ vững, thì đó là đại bất hiếu. Thời xưa chúng ta thấy những bậc đế vương sáng nghiệp, đời đời thừa truyền. Thời này là kiến công lập nghiệp, con cháu làm quốc gia suy vong, đó là đại bất hiếu. Đó gọi là vô hậu. Chữ vô hậu này các vị cũng phải nhớ. Đó không phải là không có con cháu, không có dòng dõi. Con cháu đời sau không thể sáng rạng sự nghiệp của người trước, đó gọi là vô hậu. Vô hậu là ý nghĩa này. Con cháu đông đi nữa mà không thể kế thừa sự nghiệp của cha ông, đó gọi là bất hiếu. Chúng tôi hiện tại thấy được có rất nhiều người trong xã hội này xác thực sáng kiến sự nghiệp rất hay. Con cái không tình nguyện kế thừa, không tình nguyện làm sự nghiệp của phụ thân họ. Vào thời xưa gọi điều đó là bất hiếu. Nhưng trong xã hội dân chủ khai phóng này, con cái không thể kế thừa, giống như có vài người đồng chí đạo hợp kế thừa, thì sự nghiệp của họ vẫn không suy như cũ. Đó là hiếu đạo. Tự mình làm được tốt đi nữa mà không người kế tiếp, đây là nét bút dụng về một đời, là điều đáng tiếc nuối trọn đời của họ. Vua chúa thời xưa chẳng những là có phước báo lớn mà còn có trí tuệ lớn. Chỉ có phước không có tuệ thì không thể trở thành một vị vua chúa. Một đấng quân vương chắc chắn là phước tuệ trọn đủ. Khi ngài lên ngôi thì việc lớn đầu tiên là gì? Lập thái tử. Dụng ý lập thái tử là gì? Bồi dưỡng người kế thừa. Đó là đại hiếu.
toàn tâm toàn lực bồi dưỡng người kế thừa của họ, hy vọng người kế thừa của họ làm còn tốt hơn họ. Làm vua chúa như thế, mà trước đây trị gia cũng như thế. Cha ông hết sức săn sóc việc giáo dục con cháu, hy vọng tương lai chúng lớn khôn có thể sáng rạng cửa nhà, dinh tông diệu tổ. Không những là phải kế thừa sự nghiệp của tổ tông, mà còn phải làm bừng sáng sự nghiệp của tổ tông. Gần đây nhất, chúng tôi có không ít đồng tu sanh bệnh đến Trung Hoa khám bệnh, đều lấy thuốc ở Đồng Nhân Đường. Đồng Nhân Đường cũng có lịch sử mấy trăm năm. Dòng dõi của họ còn có thể duy trì sự nghiệp của tổ tông. Không những có thể duy trì, mà quả thực họ bây giờ làm sáng rỡ sự nghiệp của tổ tông. Vì họ biết họ đã làm được cửa hiệu dây chuyền xuyên quốc gia. Họ có chi nhánh ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Đó là sự nghiệp thiêng liêng, sự nghiệp nhân từ. Chân chánh là sự nghiệp cứu độ chúng sanh khổ nạn. Chúng ta không thể không tán thán. Không thể không cảm kích họ đã tạo phước cho xã hội, tạo phước cho nhân quần. Do đó có thể biết, bất cứ nghề nghiệp nào, nếu không có người kế tiếp, thì sự nghiệp của họ giàu làm tốt đi nữa, cuối cùng cũng bằng con số không. Tôi hiểu đạo lý này, cho nên khi có đồng tu đến hỏi tôi tại sao tôi tuổi tác thế này vẫn còn phải khổ nhọc đi xây đạo tràng ở Úc Châu, tôi bảo mọi người rất bình thản rằng thực tại cũng nhờ hàng quán trưởng thường hay gia trì phù hộ, đạo tràng thành lập vô cùng thuận lợi. Hiện giờ ở Úc Châu đăng ký là Tịnh Tông Học Viện. Đó là điều chúng tôi mong muốn trong mơ biết bao năm, không nghĩ nó có thể thực hiện. Chúng ta có một vọng tưởng như vậy, song chính mình không có tín tâm, cứ cho rằng đó là vọng tưởng thì không thể thực hiện được. Không nghĩ rằng chính phủ Úc Châu vẫn phê chuẩn cho chúng tôi xây dựng Tịnh Tông Học Viện. Văn kiện phê xong rồi, tôi bảo đại chúng
Đã là học viện rồi, tương lai nhất định phải mở lớp học. Nếu mở lớp học, các vị đều đi làm lão sư. Cho nên trong hai mươi mấy người này, tôi bảo họ, các vị bây giờ phải nghiêm túc nỗ lực chuẩn bị trọn vẹn. Người có thể giảng kinh thì phát tâm dạy học, người không thể giảng kinh thì phát tâm hộ trì, làm công tác hành chánh trường học. Một ngôi trường học chính là hai loại người, một là giáo viên, một là chức viên. Tự mình nghĩ xem hợp với chức vụ nào thì các vị chuyên tâm học tập, hoằng hộ một thể. Hy vọng mở lớp thành công ở học viện này. Học viện này thuần túy là trường học Phật giáo. Nó không phải dạy các môn khác nhau của thế gian thông thường, không phải. Tiết dạy trong đó toàn bộ là kinh luận của Phật giáo, là học viện Phật giáo, hữu danh hữu thực. Đó là trời cao cho chúng ta, đó là Phật Bồ Tát cho chúng ta. Trời cao ban cho, Phật Bồ Tát ban cho, mà chúng ta không chăm chỉ nỗ lực tu học cho tốt thì chúng ta có lỗi với trời cao, có lỗi với Phật Bồ Tát. Cho nên sự vụ phải làm, được chuyên tinh chẳng phạm, tinh tấn chẳng lười, tự hành hóa tha. Thiết tưởng sơ bộ về học viện, vì học viện này là ở Úc Châu. Úc Châu vẫn là xã hội Anh ngữ, cho nên về ngôn ngữ chúng tôi chia làm ba loại. Trường học có tiếng Anh, có tiếng Hoa, có tiếng Việt Nam. Hiện giờ trường học dạy học bằng ba loại ngôn ngữ. Ba loại ngôn ngữ đều phải học tập. Tiết dạy đều có kinh luận Đại Tiểu Thừa. Chúng tôi mặc dù là Tịnh Tông học viện, đương nhiên là lấy năm kinh một luận Tịnh Tông làm chính, nhưng chúng tôi phải kiêm lo thêm các tông phái của Phật giáo. Bây giờ đều thiếu thầy trò, thiếu nhân viên hoằng pháp. Chúng tôi có thể có năng lực kiêm lo, chúng tôi phải kiêm thêm. Bất cứ nhân tài tông phái nào, chúng tôi nhất loạt bồi dưỡng bình đẳng. Nếu bản thân chúng tôi ở đây không có thầy trò, thì chúng tôi có thể đi mời toàn thế giới. Lão sư của Thiền Tông, lão sư của Thiên Thai Tông, lão sư của Pháp Tướng Tông, lão sư của Giới Luật Tông, chúng tôi sẽ đi mời. Hy vọng Phật học viện này là một cơ cấu dạy học đa nguyên văn hóa Phật giáo thuần túy. Chúng tôi ở trong đó không có Phật sự, không có Pháp hội, thuần túy thuộc về dạy học. Chúng tôi khôi phục Phật giáo, trở về giáo dục Phật Đà.
Định vị trong giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa có ý nghĩa trọng đại. Có khởi đầu tốt vậy, chúng tôi hy vọng có viên mạng tốt. Đó chính là bồi dưỡng nhân tài kế tiếp. Tôi có cần làm viện trưởng hay không? Tôi không cần làm. Tôi chọn ra người xuất gia trẻ tuổi, mời họ đến đảm nhiệm viện trưởng, phó viện trưởng, cương lĩnh chấp sự của các đơn vị ở học viện này. Tôi mời họ làm, tôi đứng bên cạnh phụ đạo, tôi đứng bên cạnh hiệp trợ. Các vị gặp khó khăn không giải quyết nổi vấn đề thì tôi giúp các vị. Đó là điều mới có đây. Quá khứ trước giờ chưa hề có. Giáo học của chúng ta áp dụng cơ chế lớp nhỏ. Một lớp học trò không quá 5 người. Chúng tôi xây trường tiêu chuẩn sắp 20 lớp. 20 lớp là 100 học sinh. Mỗi lớp chúng tôi có một lão sư, có một trợ giáo. Thêm nhân viên công tác của chúng tôi, chúng tôi nghĩ trường học này của chúng tôi tương lai hoạt động trong đó đại khái chỉ hơn 200 người. Là một đoàn thể như thế. Tại sao phải mở lớp nhỏ? Những năm chúng tôi ở Singapore thành tựu lớp bồi quấn. Đặc sắc dạy học của chúng tôi chính là ở đây. Đó không phải là chúng tôi làm đâu. Là biện pháp cũ mà cổ thánh tiên hiền đã để lại. Cả đời chúng tôi không sáng ý, không sáng tạo, không phát minh. Chúng tôi chỉ là lão thật đi theo dấu chân của người xưa, đi theo con đường của cổ thánh tiên hiền. Chúng tôi áp dụng dạy dỗ cá biệt tư thục, áp dụng phương pháp này. Học sinh mỗi tuần chỉ ít phải lên giảng đài giảng 1 tiếng, phải viết bản thảo 10.000 chữ. Cho nên trong tưởng tượng của tôi, áp lực học tập của họ khá trầm trọng. Vì sao? Về mặt ngữ văn, họ phải học 3 loại ngữ văn. Đó là môn bắt buộc. Trong kinh luận, họ có thể chuyên chọn 1 môn. Nhất môn thâm nhập. Sau khi 1 môn học thành, họ có thể chọn môn tiếp theo. Thời gian tu học chúng tôi định là lớp phổ thông 2 năm, lớp chính khoa 3 năm, lớp nghiên cứu 4 năm. Có thể dùng được thị thực học sinh của Úc Châu.
Nguồn gốc của học sinh, chúng tôi cũng nghĩ đến. Chúng tôi không chiêu sinh, áp dụng phương pháp tiến cử do các đoàn thể Phật giáo thế giới đến tiến cử du sinh. Hy vọng dùng phương pháp này, chúng tôi có thể có được học sinh phẩm đức tu dưỡng. Học thuật đều có thể đạt được trình độ nhất định, có thể giỏi như thế. Đặc biệt chú trọng vào tu dưỡng đức hạnh, thật sự phát Bồ Đề tâm, thật sự có thể làm được xả mình vì người. Chúng tôi từ Bồi Quấn ở đây cũng từ đó chọn ra người lãnh đạo học viện một khóa, gồm viện trưởng, phó viện trưởng, giáo chức viên. Như thế học viện của chúng tôi mới có thể mở được lâu dài. Không thể như người bình thường đã nói, Thanh Lương Đại Sư đã giảng là mi bất hữu sư, tiên khắc hữu chung. Chúng ta phải học thánh nhân. Sau đó Ngài nói, kim thánh nhân hữu chí, hữu năng, cố sở tác cứu cánh. Chúng ta phải học thánh nhân có chí, có tài. Chí ở lợi ích tất cả chúng sanh, chí cầu chánh pháp cửu trụ thế gian. Hữu năng là chỉ điều gì? Có thể buông bỏ tự tư tự lợi, có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng, chúng ta mới có thể đề bạc hậu nhân lên. Nếu mình chiếm cứ vị trí này, chết cũng không chịu nhường ai, thì sự nghiệp của các vị bằng con số không. Thế là sai rồi. Chúng ta có năng lực nhượng hiền, thấy người trí tuệ đức năng mạnh hơn ta, ta lập tức hoan hỷ nhường ngôi cho. Chúng ta xem trong Lục Tổ Đàn Kinh thấy Pháp Sư Ấn Tông gặp Đại Sư Huệ Năng, đó là ở Quảng Châu, chính là chùa Quang Hiếu bây giờ. Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh, khi ấy Đại Sư Huệ Năng vẫn là cư sĩ, còn chưa xuống tóc, cũng đến chùa này nghe kinh. Nghe Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh, ngồi phía sau có mấy thính chúng không lão thật, đang có vọng tưởng, nhìn thấy gió thổi động phướng, có người nói phướng động,
Có người bài xích, họ nói không phải là gió động. Hai người họ bèn tranh luận, rốt cuộc là gió động hay là phướng động. Nghe kinh không lão thật. Huệ Năng đại sư nhìn thấy hai người họ đang tranh chấp, bèn giải dây thay họ, nói với họ rằng không phải gió động, không phải phướng động, tâm của các ngài động. Hai người này nghe phục lắm. Huệ Năng đại sư rất biết ăn nói. Nếu là tôi nói thì tôi không phải nói thế. Tôi nói sao? Tôi nói không phải gió động, không phải phướng động. Các vị nghe kinh không lão thật. Hà tất đi quản gió động phướng động, lão thật nghe kinh mới quan trọng. Vừa tự mình không lão thật, vừa nhiễu loạn trật tự đại chúng. Huệ Năng đại sư chung cùng cao minh hơn tôi. Câu nói này làm kinh động Pháp Sư Ấn Tông. Sau khi Pháp Sư Ấn Tông hạ tòa, đối với Huệ Năng bèn đặc biệt lễ ngộ, thỉnh giáo với ngài. Kiến giải của ông, thuyết pháp của ông quyết không phải người bình thường có thể sánh được. Nói lời này xong, vốn dĩ ngài là truyền nhân đắc pháp từ Ngũ Tổ Hoàng Mai, ẩn cư mười mấy năm. Lúc này mới phát hiện Pháp Sư Ấn Tông vô cùng hoan hỷ, hỏi đạo với ngài. Sau đó Huệ Năng đại sư xuống tóc xuất gia ở đó. Ấn Tông Pháp Sư là hòa thượng xuống tóc cho ngài. Nhưng Pháp Sư Ấn Tông hay lắm, xuống tóc cho ngài xong, quay đầu lại giái ngài làm sư phụ. Đây là điều người bình thường không làm được. Ngài có thể nhường vị trí này cho Huệ Năng đại sư, đó là tấm lòng như thế nào? Tâm lượng như thế nào? Cho nên thành tựu của Huệ Năng đại sư chính là thành tựu của Ấn Tông Pháp Sư. Sau khi Ấn Tông lui xuống làm hộ pháp, sứ mệnh hoàng pháp giao cho Huệ Năng đại sư, hoàng hộ hợp tác kháng khích Thiền Tông Trung Hoa, thế là phát huy sáng lạng. Ảnh hưởng hơn 1.000 năm trong Phật giáo, đến cận đại mới suy sụp. Đó chính là thánh nhân hữu chí hữu năng. Cho nên chuyện ngài làm là cứu cánh viên mạng. Chúng ta phải học tập trong đó. Đại sư ở đây nói hay lắm: thế nhân dĩ nhân tùy dục, bất năng kim vong. Câu này nói xuyên thấu toàn bộ khuyết điểm của người thế gian chúng ta. Người thế gian tại sao không thể? Tại sao có bắt đầu nhưng kết thúc không được viên mãn?
là do người thế gian tùy thuận dục vọng của mình, tùy thuận dục vọng danh văn lợi dưỡng của mình. Thế thì khó rồi, không thể nào tôn hiền, không thể nhượng hiền. Bản thân cứ mãi nắm cho chặt, cho nên khi họ chết thì mọi thứ cũng đều hết, không có người kế thừa là hết rồi. Nhà thì nhà mất, sự nghiệp thì sự nghiệp cũng hết luôn. Đó là xã hội hiện tiền của chúng ta. Chúng ta thấy quá nhiều rồi. Chỉ có một đời chứ không có đời thứ hai. Thanh Lương Đại Sư một lời nói thấu trong đó. Ở chỗ này chúng ta phải bình tĩnh nghĩ ngợi cho kỹ. Nhiều sự nghiệp của thánh hiền trong một gia đình, gia đình của họ đời đời truyền lại. Khổng lão phu tử Khổng gia truyền hơn 70 đời. Đời đời đều có hiền nhân. Chúng ta nếu nói tùy tục là đời đời đều có người tốt. Lại nhìn xem Phật môn chúng ta, Phật giáo ở Trung Hoa tổng cộng có 10 tông phái đại tiểu thừa. Các tông phái có truyền nhân hay không? Truyền nhân thì có. Chúng ta thường thấy truyền pháp, người xuất gia nào thì bao nhiêu đời trong tông phái nào đó đều có một vị pháp quyến truyền pháp. Tôi còn nghe người ta nói bây giờ truyền pháp nó không phải là pháp. Truyền pháp này có thể mua. Thí như tôi là đời thứ 20, sau đó đời 21 tôi có thể truyền cho các vị, nhưng cần bao nhiêu tiền, các vị đem bấy nhiêu tiền đến, tôi viết pháp quyến truyền cho các vị. Tội lỗi này tôi không biết cách tính sao cho xiết. Cổ nhân truyền pháp quả thực là có tu có chứng. Truyền pháp là làm chứng minh cho các vị, chứng minh các vị xác thực đã khai ngộ. Các vị là đời tổ tiếp theo. Đạt Ma đến Trung Hoa, quay mặt nhìn danh 9 năm trong chùa Thiếu Lâm, truyền cho Tuệ Khả. Tuệ Khả truyền cho Tăng Sáng. Tăng Sáng truyền Đạo Tín. Đạo Tín truyền Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn truyền Huệ Năng. Năm đời này đều là đơn truyền. Đến Huệ Năng Đại Sư không truyền tín vật, chẳng truyền y bát nữa.
mà truyền pháp. Cho nên Huệ Năng đại sư truyền pháp hơn 40 người. Hơn 40 người này đều là đời thứ bảy của Thiền Tông. Thừa truyền quá khứ cần được tổ sư ấn chứng, xác thực là đã khai ngộ. Bây giờ pháp quyến được truyền, tôi không biết dựa vào đâu. Nếu quả nhiên là như người thường đồn đại, là dựa vào kim tiền thì không được. Đây thật sự là bán rẻ Như Lai mà Phật nói trong kinh điển. Quả báo là địa ngục A Tỳ. Đây là tội làm hủy diệt toàn bộ Phật pháp. Thừa truyền của cổ nhân, thực tại mà nói chính là sư truyền. Pháp của ta học với lão sư nào thì lão sư đó ấn chứng cho chúng ta. Ta chính là pháp tử của Ngài. Cần phải ấn chứng mới được. Chưa trải qua ấn chứng vẫn không tin. Đồng học khóa thứ 5 ngày nay của chúng tôi, cuối tháng này cử hành buổi lễ tốt nghiệp. Tối qua hội trưởng quay về, tối nay hẹn gặp mặt tôi. Chúng tôi phải bàn chuyện gì? Ấn chứng. Làm ấn chứng cho đồng học khóa 5 của chúng tôi. Công việc ấn chứng làm sao? Chiếu băng thu hình các đồng học giảng kinh. Lão sư, các đồng học, các tín đồ, chúng ta đều hoan nghênh họ đến xem. Mọi người chúng ta xem, nhìn thử chúng ta hài lòng hay không. Nếu chúng ta đều cảm thấy hài lòng thì chính là ấn chứng cho họ, họ có thể tốt nghiệp. Truyền pháp ngày nay của chúng tôi chính là phát chứng thư tốt nghiệp của lớp bồi quấn. Chúng tôi cho rằng sự tu học của các vị không đạt đến mức độ này thì chứng thư tốt nghiệp chúng tôi không phát cho các vị. Tuyệt đối không phải ý của cá nhân tôi, là ý của mọi người. Bây giờ nói dân chủ mà. Hồi trước nếu một vị lão sư nhận định là có thể rồi, bây giờ tôi không làm như thế. Tôi để tất cả các lão sư đồng học đều tham gia hết. Chúng tôi đến xem. Mỗi ngày chúng tôi chọn một khoảng thời gian. Tôi với hội trưởng hai người bàn bạc. Tôi hy vọng ông cũng đến tham gia. Như thế mới công bằng. Chúng tôi đọc tiết kinh văn này, đọc khai thị của Thanh Lương đại sư, cảm xúc của chúng tôi quá sâu.
Chúng ta phải học tập ra sao? Câu cuối nói rằng: kim hữu từ hữu mẫn, cố lệnh vật hỷ, vị thập ba la mật vô bất cứu cánh, tứ vô lượng tâm lệnh vật quan hỷ. Chúng ta có từ bi không? Có thương xót không? Từ bi thương xót tất cả chúng sanh khổ nạn. Từ bi thương xót cứu vãn chánh pháp. Xác thực là có thể xả mình vì người. Thấy người hiền có thể nhường. Nếu mình có trí tuệ, có năng lực, có đảm đang, đương nhiên là việc nhân không nhường ai. Nếu chữ nhân này biến thành dục, là dục vọng của chúng ta. Vì dục của ta không nhường. Dục với nhân ấy phân biệt thế nào? Nếu là đương dục thì họ không có lòng lợi người, cũng sẽ không bồi dưỡng người tiếp lớp, cũng sẽ không tôn trọng người hiền đức. Người diệt nhân không nhường ai. Họ biết chuyện bây giờ không phải ta làm không được, không ai có thể thay thế được. Họ ở vị trí này, họ chắc chắn lựa chọn nhân tài, bồi dưỡng nhân tài để làm người tiếp lớp của họ. Người này là diệt nhân chẳng nhường ai thật sự. Dụng tâm chẳng giống nhau, thì hành sự có sai khác. Chúng ta quan sát từ chỗ này, chí sĩ nhân giả ắt hẳn được chư Phật hộ niệm, chắc chắn được thiên long thiện thần ủng hộ. Những gì bậc chí sĩ nhân giả làm tuyệt chẳng cậy công. Sự nghiệp làm sao thành tựu? Chí người vững như thành đồng. Trí tuệ của mọi người, sức mạnh của mọi người làm quyết không phải cá nhân ta làm. Đó là người nhân. Nếu là đến từ dục vọng thì công của họ, họ cậy đó là công lao của ta, do ta làm. Bọn chúng có năng lực gì? Tâm thái ấy hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần chúng ta quan sát cẩn thận xem người ấy, có phải có lòng thương xót thật sự không? Hay là có dục vọng mạnh mẽ, tham sân si mạng mạnh mẽ, liếc mắt nhìn là thấu suốt ngay? Hoa Nghiêm dùng 10 biểu pháp, cho nên nói thập ba la mật
Trong kinh Đại Thừa thông thường đều nói là lục ba la mật. Lục ba la mật với thập ba la mật chỉ là có sai khác về thứ mục, chứ nội dung không có gì khác. Điều này phải hiểu được. Thập ba la mật có từ đâu? Là đem bát nhã ba la mật trong lục ba la mật nói kỹ hơn nữa, chia tách điều này, chia làm phương tiện, nguyện, lực. Trí trong lục ba la mật thấy đều đem nó hợp thành một, đều nằm trong bát nhã ba la mật. Cho nên chỉ có tách gộp khác nhau mà thôi. Tóm lại mà nói, bát nhã ba la mật có quyền, có thật. Thật là căn bản trí. Bát nhã ba la mật là căn bản trí. Phương tiện nguyện lực trí đều thuộc về hậu đắc trí, cũng gọi là quyền trí. Chúng ta nói chung là phương tiện thiện xảo. Các vị đối người, đối sự, đối vật, phương pháp được các vị dùng toàn là đi ra từ trí tuệ. Cho nên kinh Bát Nhã thường nói, Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri chính là Bát Nhã ba la mật, là thật trí, tức trí tuệ chân thật. Vô sở bất tri là ứng dụng. Lúc khởi tác dụng thì không gì không biết, lúc không khởi tác dụng thì vô tri. Vô tri là gốc, vô sở bất tri là ngọn. Vô tri là thật, vô sở bất tri là quyền. Vô tri là thể, vô sở bất tri là dụng. Vô tri là lý, vô sở bất tri là sự. Vì vậy, người như thế làm chuyện mới có thủy có chung, mới có thể làm được cứu cánh viên mãn. Tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Họ mới thật sự có thể khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Nếu chưa có từ bi hỷ xả thì sao có thể khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ? Do vậy, đức hiệu của Bồ Tát ý vị sâu xa, chu biến du lãng. Chúng ta nhìn xem Thích Ca Mâu Ni Phật có phải chu biến du lãm hay không? Đúng vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật không ở một chỗ thuyết pháp. Chỗ nào có duyên thì đến đó. Bộ Kinh Hoa Nghiêm, bảy nơi chín hội, nơi chúng giảng Kinh Hoa Nghiêm có bảy chỗ, không phải ở một chỗ. Cử hành 9 lần pháp hội, Phương Sơn Lý Trưởng Giả, ông có chú giải Kinh Hoa Nghiêm gọi là Hợp Luận. Thuyết pháp của ông khác với Thanh Lương Đại Sư. Hiền thủ Thanh Lương đều là chủ trương bảy nơi chín hội, Phương Sơn Lý Trưởng Giả thì nói là
mười hội mười nơi. Nói thì cũng có đạo lý. Mười đại biểu cho viên mãn. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Hoa Nghiêm mở mười lần hội ở mười xứ sở, chu biến du lãng. Vì vậy đây là đại pháp cứu cánh viên mãn. Nói ở một nơi nào giảng thì đó là không hợp lý. Đại pháp cứu cánh viên mãn nói ở đâu? Tận hư không biến pháp giới. Ở đâu có duyên thì ở đó giảng. Cho nên Phật pháp là nhân duyên sanh. Thời gian giảng dài ngắn đều xem duyên phận. Chứ không có pháp cố định. Sở tác sự giai cứu cánh. Trong kinh Hoa Nghiêm, hội nào cũng đều viên mãn. Trong mỗi hội, thực tại mà nói lại có rất nhiều tiểu hội. Như Thần Chủ Vương bây giờ chúng ta xem đó là một hội. Trong đại hội có tiểu hội. Không có hội nào không phải là viên mãn. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng tôi đã giới thiệu xong trường hàng Thần Chủ Phương. Phần sau là kệ tụng. Chúng tôi dùng phương pháp như nhau giảng xong chương này. Đến chương tới, chương tiếp theo là Thần Chủ Không. Phương thức chúng tôi giảng giải sẽ thay đổi, tốc độ phải nhanh thêm. Hy vọng trong 3 năm chúng tôi dùng 3.600 tiếng đồng hồ giảng viên mãn bộ kinh Hoa Nghiêm này. Thần Chủ Phương hồi trước chúng tôi là giảng kỹ. Thần Chủ Không về sau chúng tôi mặc dù không thể giảng kỹ như phần trước, nhưng nhất định cũng phát huy trọn vẹn tinh nghĩa của nó. Hy vọng người học tập chúng ta đều có thể đem những đạo lý lời dạy này làm trọn trong sinh hoạt của chúng ta, thì chúng ta liền có được thọ dụng chân thật. Được rồi, cảm ơn mọi người. Thank you.